Vâng, trận điều thứ ba Roman Quân. Vâng, cho Mark Perom. Cho Mark Perom ở bên kia. Bên này thì là một Roman và ba cung gì đó. Đây là Summer, đây là Roman, đây là Hitty và đây là AC. AC, Hitty, Summer và Roman. Đây rồi, đây rồi. Vâng, trận đấu này là quân thì bên chém bên này là cửa trên, kia bên kia là tứ quý chém. Hãy cẩn thận, bên kia có hai quân gây đột biến là Maxe và Per. Và chúng ta sẽ quay trở lại trận đấu này, một trận đấu mà vâng, trận đấu thứ 5. Một trận đấu mà quân đánh giá là nhỉnh hơn tương đối nhiều dành cho các cầu thủ đến từ Sky. Đây là màn máy của em thủ He He. Vâng, He đánh một trận AC Lan ở trong cánh. Ngày mai thì He chưa thiếu được quá nhiều. Vâng, phế hơi nhiều trong trận đấu vừa qua. Đây là màn máy của em thủ cầm Summerian. Yugi. Vâng, cũng trong cánh luôn, như vậy là Summer AC trong cánh. Hitty, đây là Roman của Bi. Không biết trận này đều không biết thiếu như thế nào đây. Vâng, anh Mèo đánh cung anh chém. Anh Mèo cầm hit. Vâng, đánh chém là hơi phí. Nhưng mà với anh Mèo thì không gì là không thể. Chúng ta quay trở lại với Bi thôi, để xem Bi thi đấu như nào trong trận thiếu này. Đây là bài của Bi. Vâng, Bi sẽ không bài đầu cánh thôi. Bài là khá giàu. Có quả phụ. Úi dồi ôi, vâng, 3 vòng hiệu một quả phụ. Kích đời. Kích đời ở 6-50. Ôi, không thể tin nổi. Không thể tin nổi, một bài cầm Roman kích ở 6-50, không khác gì xem. 2-3 dân. Quá tởm. Vâng, tôi phải dùng đến từ tởm đấy, Bi. Một chiếc E. Không, nhưng mà lại không về E từ vừa rồi. Vâng, từ vừa rồi thì hoàn toàn có thể về E để chặn đường những con... vâng, chặn đường con voi đi về. Vâng, Bi đang căn kè là tương đối tốt. Vâng, thiếu gỗ chăng? Hơi ít gỗ em ơi. Vâng, con voi vẫn đang rất ngoan. Vâng, con voi về thì lực sẽ khỏe hơn, mặc dù nó đã đủ rồi. Cẩn thận dần. Rồi, tốt. Voi về, voi về. Tốt. Một trận chắc chắn 9 của Bi. Vâng, ép chuẩn khi còn 8 được cơ. Vâng, Bi ép đời khét quá, vâng, quá khét. Vâng, chưa ai lên đời. Vâng, em soi thế thì ai nhìn được cái gì. Vâng, đây CBL. Siêu sớm. Siêu sớm trận Roman này. Thiếu chút gỗ nữa thôi. 4 nông dân xây. Nhanh 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 nhanh. 9-2x dành cho Roman. Cái gì? Vâng, bên kia Max C và... Vâng, Max C và Per có lên sớm hơn. Ôi trời, khủng khiếp. Một trận đi đấu mà tất cả các nhà... Vâng, 3 nhà anh chém bên này, vâng, 2 nhà anh chém bên kia và 1 nhà anh chém bên này thì đều lên siêu sớm. Per thậm chí có lên sớm hơn cả Roman của Bi. Ôi trời ơi. Và một trận thi đấu mà có tới 3 nhà kích 9. Nếu các anh em chuẩn. Bây giờ đẩy cũng được rồi luôn, gặp Per luôn thì nó mát. Vâng, gặp Per luôn, bài này thì chưa bao giờ sợ Per. Gặp ai đây?
Con được dò xem công tác đủ tôi, lực của Bi là tương đối khỏe. Vâng, gặp game thủ màu năm. Vâng, nếu như màu năm ở đây thì chắc chắn sẽ có dừng lờ. Chắc chắn sẽ có dừng lờ luôn. Con được dò đang trên con đường nâng cấp công giáp. Một con dân của Hoàng Minh Nhi phải nằm xuống. Vâng, đã có giáp rồi, chuẩn bị sẽ có công sau tờ này. Vâng, ra ruộng chăng? Vâng, khả năng ra ruộng là cao. Vâng, Hoàng Nhi vậy em cũng khá khét. Nhưng Bi đang gây khó chịu. Vâng, liên tục là tơn vậy em bánh xe luôn. Vâng, cũng có giò đến từ vụ 1 năm. 1 năm chỉ là cho son thôi. Một chiếc BP. BP không? Không, vẽ ruộng luôn. Không, vâng, hoàn toàn không được nhà. Vâng, Hoàng Mai Nhi, à không, về lớp. Vâng, đúng là về lớp, vâng, chỉ có là về lớp thôi. Đúng là về lớp, vâng, về lớp để chết con giò nó quá lãng xẹt. Vâng, muốn bắt con giò là nhưng không được. Vâng, Bi đang gây khó chịu. Vâng, Bi chắc ăn sẽ ăn được, vâng, có ăn hết được mấy nông dân này không? Đây là 7 nông dân. Tăng chiếc BL thứ hai bắt đầu chém đến. Vâng, con giò mới thì có làm sao? Vâng, giò mới thì vào đây chém con giò nữa chăng? Vâng, một chiếc BP. Vâng, Bi đang rất khỏe với cái bàn đánh của mình. Vâng, này giò này vậy ạ. Vậy giò này, giò này vâng tiếp tục chém con giò đến từ bên lớp. Vâng, lớp đánh làm tôi rất buồn cười. Bắt đầu nâng cấp chặt gỗ để có thể ra những con sóc đơn. Ui rồi ôi. Vâng, bây giờ vẫn đang đi bộ và nông dân thì chưa bò bế cái gì cả. Về lớp fit. Và team Hà Nội sẽ phải làm thế nào khi mà thế trận đai 4. Về lớp resize luôn. 3-2 dành cho Sky cực nhanh. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 6. Được coi là trận đấu gọi là chung kết ở trong dành cho team Hà Nội. Ở trong cái trận bán kết 2 này. Vâng, chỉ cần Bi thi đấu là thắng rồi. Công tê đến từ He. Vâng, He lại yếu. Vâng, tham 23. Anh Yugi cũng không khỏe. Nhưng bên kia một nhà fit thôi. Quá khó.